Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tập đàn cái bài Bình Bán Chánh. Đây cũng là một trong 6 cái bài bắt. Thì cái bài này nó hơi khó đàn. Nó gồm 44 câu chia làm 4 lớp. Lớp 1 là từ câu 1 câu 10. Lớp 2 câu 11 câu 22. Lớp 3 câu 23 tới 32. Lớp 4 là câu 33 tới 44. Thì để ý cách đàn của bài này là cứ 2 câu là nó mô chầu á. Thì mình cứ chú ý như mình đàn dễ hơn. Do nó khó đàn nên là nếu mà tôi đàn có gì mà nó dấp thì cứ trôi qua, chứ đàn lại thì khó lắm. Bài này nói chung là tôi cũng ít đàn. Thank you.
Thank you.